Đây nha anh em. Đây em test con 1 lựa 25 2022. Đẹp như mới nè. Đây, vàng của nó đây. Vàng đẹp như mới nha. Không phải xịt, không phải rửa luôn. Còn đẹp. Rồi có cái nắp nó nứt nè. Cái nắp nó còn có một cái nó cắn nứt nhẹ, em đã dán hết rồi nha cô chú chị mình. Nắp cái cơ mí rồi thôi, nó để trên cao bắt thì không thấy, đứng gần mới thấy. Tay máy đang chạy đây. Rất là êm nha cô chú chị mình. 2022 một ngựa 25 auto clear. Mất lồi nha, tạm biến nhiệt nha. Mất lồi. Hai lá nha mọi người, hai lá to. Hàng rất là đẹp luôn, hàng đẹp như mới. Thông tin. Đang test nha, nó là lạnh cực kỳ luôn. Nó là lạnh luôn. Con này ráp cho phòng 15 mét vuông đó lại nha. 15 mét vuông đó lại lạnh cực kỳ luôn. Auto clear, mau lạnh cực kỳ. Hàng rất là đẹp, trắng tinh luôn. Không phải vệ sinh lau chùi test thôi nha cô chú chị mình. Đây cái đất này nằm dưới. Đây nó đúng đúng đất nha, 2022. 1 lựa 25, đầu nó là 25. À, tương đương 1 lựa 25 nha. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Chạy rất là êm này nha cô chú anh chị mình. Chạy rất là êm luôn. Mới từ trong ra ngoài. Đây mẫu con cá nắp nó hơi cắn chút xíu nè. Cắn thì em đã lấy keo em chích rồi em dán lại, không cho nứt thêm. Bởi vì quá trình về vận chuyển về nó đè lên nha mọi người. Ngay cái mí này nó là hơi nặng, nó cắn bình thường. Nếu nhìn từ xa về cô chú chị mình không thấy. Báo trước để anh em mình về nhận hàng hay sao bị nứt mà không báo. Những ai yêu thích hàng nội địa Nhật. Con này điện 100V nha mọi người. Điện 100V. Máy rất là đỉnh luôn. Cực đỉnh luôn. Chân non luôn. Vàng nóng em chưa test, em chưa vệ sinh nè. Nó hơi cắn nhẹ mấy cái lá em chưa đỡ lên luôn. Mới không xịt không rửa luôn nè. Để nguyên test luôn. Rất là đẹp nha cô chú chị mình. Nó chỉ xẹp mấy cái lá nhẹ nhẹ mấy chút thôi mình đỡ lên là xong. Con này không xịt rửa luôn mà đẹp như mới luôn nha cô chú chị mình. Quá chuẩn luôn. Và con này em bán với cái giá là 11 triệu nha. 11 triệu cho một ngựa 25 đầu 2022. Với cái dòng này thích hợp miền Trung miền Bắc cực kỳ nha mọi người. Nó hai đầu. Nóng và sưởi, mùa lạnh tới dùng cho sưởi rất là cực kỳ luôn. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.